Chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Các bạn ơi, hôm nay mình ăn heo quay chay nha các bạn. Thì mình lấy ra đây là 6 miếng sườn. Mình đã rửa sạch rồi nè, rửa sạch vắt ráo nè, vắt ráo. Còn ở đây là hai ổ bánh mì. Mình cắt đầu rồi, mình cắt đầu mình ăn rồi đó. Bây giờ mình xử lý cái này. Đây là 100 g bột năng, 100 g bột gạo và nước cốt dừa. Không thể thiếu đó là nước sốt xá xíu nha các bạn. Mình làm heo quay thì mình phải có cái nước sốt đó nó mới ngon. Đây là bột nêm nè. Đường, trong bột nêm thì nó có muối rồi. Nhưng mà đây là cái mùi nè các bạn. Mùi rượu mai quế lộ là mùi đặc trưng cho thịt nướng nha. Rồi mình review từ từ, mình làm tới đâu mình review tới đó nha các bạn. Trước hết thì mình đi xắt bánh mì ra nè. Mình sẽ đo cái miếng bánh mì này với một cái khuôn nhôm như thế này nè. Mình may mắn là còn được mấy cái khuôn nhôm đó các bạn. Mình sẽ để nó nằm ngang. Mình dùng đồ mình cán nó ra nha các bạn. Dùng cái đồ mình cán nó ra như thế này. Rồi mình cắt nó lại. Cắt lại cho nó vừa cái khuôn nha các bạn. Đó. Cho nó đẹp. Như vậy nè. Những cái miếng sườn này mình đập cho nó ra nha các bạn. Đập cho nó mềm ra. Đây. Mềm ra nó thấm lên gia vị nha các bạn. Sau khi mà mình đem sườn, mình sử dụng sườn thì mình pha bột trước nha các bạn. Đây là bột gạo nè, 100 g bột gạo. Cho bột nêm các bạn, cho nó vừa ăn. Chút xíu đường. Đây là nước cốt dừa mình pha với bột gạo. Tùy mình đó. Pha ít thôi các bạn ơi, 50 ml hả. Đồng thời nước 100 ml nước. Mình pha đậm đặc nha, để cho nó cứng. 50 ml dừa, một miếng bột nêm, và 100 ml nước là được rồi đó các bạn. Như vậy được rồi nè, mình để bột cho nó nở nha. Đó. Bên đây là bột năng. 100 g bột năng. Thì cái bột năng này mình khỏi pha nước dừa nha các bạn. Mình làm mỡ đó.
pha vô đây là 100ml nước. Mình có thể đem bột này mình làm đặc hoặc là mình để lỏng cũng được nha các bạn, mà mình làm đặc thì mình dễ sử dụng hơn. Rồi mình để đây cho bột nở nha. Phần bột năng này mình cũng pha chút xíu bột nêm nha các bạn, cho nó vừa ăn. Trong bột nêm nó có muối sẵn rồi đó. Thì mình đem cái bột năng này mình đưa lên bếp cho nó đặc lại này. Các bạn đưa lên bếp nha, dặn nhỏ lửa nha. Mình hết bột bắp, mình phải có bột bắp nữa là nó ngon đó các bạn, nó giòn. Các bạn ơi, cái này bột gạo mình không có để lên bếp nha, nhưng mà sau khi mà mình làm mình cho sườn vô, mình cho vô chút xíu rượu mai quế lộ nha các bạn. Đây là bí quyết nhà bếp nè, cho nó thơm cái mùi thịt quay. Rượu này người ta dùng để làm lạp xưởng, dùng để làm thịt quay đó các bạn. Phần này là cái phần mình làm sườn. Mình có hai cái khuôn nhôm nè. Mình bỏ sườn vô cái phần mà nước dừa nha các bạn. Sườn mình đập dập ra nè, mình đập dập ra cho nó thấm. Nhưng cái tô của mình quá nhỏ ha. Bánh mì thì mình lót vô đây. Dừa y luôn đó các bạn. Mình làm dừa khít luôn à. Mình có thoa dầu. Thoa dầu lên cái khuôn rồi đó. Mình sợ nó dính đó, lát có bột nó dính nữa phiền phức, mình đem ra nó không đẹp nha. Mình cho vô đây một miếng sườn nè. Dừa khít luôn các bạn ơi. Đây nửa miếng nữa nha. Cho vô nửa miếng nữa hả? Dừa đây. Rồi mình đem mình hấp nha các bạn. Đem mình hấp 5 phút. Rồi mình đổ cái bột này vô, bột năng nè. Mình làm mỡ. Đây là lớp nạc đó. Mình hấp thì bột nó cũng đã xe xe là mặt này nè các bạn, đừng có làm cho bột nó cứng quá nha. Bây giờ mình tới bột năng này. Các
Cái này là mỡ nè các bạn, lớp mỡ đó. Rồi mình đem mình hấp tiếp. Hấp tiếp nó hơi xe xe 5 phút rồi các bạn. Rồi mình để sườn lên tiếp nha. Dễ lắm, không có khó các bạn. Ăn lại ngon. Bây giờ hấp tiếp nha các bạn. Nó nguội rồi mình đổ nó ra nha các bạn. Cũng dễ đổ lắm. Mình coi coi hồi nãy mình sắp theo chiều gì. Cũng ngon đó các bạn ơi, mình làm nạc nhiều hơn là mỡ nha các bạn. Mỡ nè. Mình làm nạc nhiều hơn á. Để cho mình sắc ra nha. Mình không thích ăn tinh bột nhiều. Thành ra mình làm cái phần nạc nó nhiều hơn. Sắc ra nha. Mình làm nó có vẻ nạc nhiều hơn mỡ đó các bạn ơi. Nè. Mà nó dính với nhau lắm nè. Các bạn thấy ngon không? Mình không thích ăn tinh bột nhiều thì mình làm nạc nhiều hơn mỡ nè. Mỡ có chút xíu ở chính giữa, hai lớp nạc một lớp mỡ à. Nạc ăn nhiều cho nó ngon nha các bạn. Giờ mình chiên. Rất ngon luôn á. Thấy hấp dẫn quá. Bên đây là ngon hơn nè. Mình sắc nhỏ đặng mình rim, còn cái đó chiên không. Cho bạn mình. Ăn có một mình à. Ăn không hết thì cho bạn ăn. Mình muốn sắc nhỏ ra hết đó các bạn. Rồi. Bắt cái chảo lên. Gì vậy đó, gì vậy? Heo quay chay. Cái chảo lên nha.
ba rọi chiên đây nha các bạn. Mình đang chiên ba rọi chay. Bạn thấy giống thịt thiệt ha. Bếp lên mình chuẩn bị mình kho nha các bạn. Thì đây mình bỏ vô chút xíu dầu. Và đây là những cái đầu hành nè. Rất thơm nha. Hành của mình cũng đã thơm mà mình tắt bếp nha các bạn. Tắt bếp mình làm một cái nước sốt. Đây là nước mắm chay nè. Mình cho vô đây khoảng 2 muỗng nha, nước mắm chay Liên Thành nha các bạn. Một ít dầu mè cho thơm nè. Nước màu dừa một ít nha các bạn. Mình kho tàu là phải có nước màu dừa. Đây là bột nêm 1 muỗng. Đường nhà mình không ăn đường kia thì mình ăn đường phèn nha. Đường phèn cho nó cái độ nhà ngọt nó nhạt bớt nữa các bạn. Chút xíu tiêu cho nó thơm chút xíu thôi đó. Rồi mình cho nước dừa vô nha. Trước khi cho nước dừa thì mình bỏ cái tương này vô cho nó, tương ớt các bạn, cho nó có màu chút thôi. Rồi mình đi đập trái dừa mình đổ vô đây. Bây giờ mình đổ trái dừa này vô đây nha các bạn. Dừa xiêm nhỏ thôi. Đó. Đổ hết vô. Giờ mình nêm cái nước này lại nè. Bởi vì mình kho chay mà. Nêm cái nước này lại rồi mình bỏ thịt vô nha các bạn. Nó có cái màu đẹp rồi đó. Mình không có tỏi với ớt nhiều. Một lát ớt mình bỏ sau. Được rồi đó các bạn ơi. Rất ngon luôn. Bây giờ cái hỗn hợp nước này nó đã sôi rồi, mình bỏ thịt vô nha các bạn. Thịt ba rọi kho nước dừa giống lắm các bạn ơi. Mình làm như vậy và con mình đem lên Sài Gòn ăn nè. Còn nó giống thịt ghê lắm. Các bạn thấy không? Mình chiên sẵn rồi nè. Mà mình làm phần nạc nó hơi nhiều á. Mình không thích ăn tinh bột nhiều. Mình có cái xu hướng là mình làm nạc nó nhiều hơn mỡ nè. Mình bỏ vô ha. Mình bỏ vô mình kho lại cho nó hơi ghê. Nước nó hơi sắc sắc xuống là được rồi. Ba rọi kho nước dừa. Cái màu nó lên đẹp lắm các bạn ơi. Cái màu nước nó quá đẹp luôn. Bây giờ mình bỏ vô đây ít trái ớt ha. Mình rỡ bề cho nó thấm nha các bạn. Nó ngon rồi đó. Không hề rã luôn.
Rồi mình bỏ vô đây là ớt vô. Các bạn thấy nó không rã ha, rất là ngon. Có đám có tiệc mình làm như vậy mình đãi cũng ngon nữa nha các bạn. Có nước mắm, nó thơm mùi nước mắm. Chắc phải cho thêm miếng bột nêm nữa, nó đậm vị quá. Mình thấy nó ngọt nhiều tại vì nước dừa đó, nước dừa nó đậm lại đó. Rồi mình bỏ ớt vô nha. Ai thích ăn ớt xanh thì mình bỏ ớt xanh, ai thích ăn ớt chín thì mình bỏ ớt chín vô. Ớt này nó không có cay đâu nha các bạn. Xin mời, ba rọi kho nước dừa ngon tuyệt chiêu luôn.